Đấy, ở phần này thì các anh bắt đầu vào áo ở phía mặt tiền rồi cả nhà. Đây, ở bên này bà Tiến đang đun nước để các anh thợ xây uống này. Bà ơi, cháu có một món quà tặng bà. Đấy, bà đun nước à? Đây, cháu gửi bà 500. Mà đây là của bạn Còi TV. Bạn gửi bà để bà mua những cái vật dụng mà bà cần ấy. Đây ạ, cháu gửi bà. Đây là quà của bạn Còi TV gửi tặng bà 500.000 ủng hộ cho bà Tiến nhé. Vâng ạ, Hoàng cũng đã chuyển phần quà của bạn Còi TV tới bà Tiến. Bà cất đi nhé, để cháu đi đun bếp cho. Vâng. Thì buổi chiều thì chỉ đun nước thôi, đun nước để các anh thợ uống. Thì các anh cũng sẽ sử dụng nước này để nguội và cho vào bình đá, chỉ uống nước đá thôi. Hôm nọ Hoàng có hỏi các anh xem các anh có uống nước ngọt thì các anh bảo là uống nước ngọt đi làm ấy, xây dựng thì bị chua mồm nên là cũng không ưa nước ngọt lắm. Đây này, sau khi nước đun xong thì sẽ ngâm vào cái chậu nước để cho nguội. Sau đó đây sẽ cho vào nồi này để cho nguội và đổ vào bình đá. Đấy, đây là cách mà các anh thợ xây uống. Xin chào cả nhà thân mến. Hiện tại thì đang là buổi trưa của ngày 18 tháng 3 năm 2022 thì Hoàng cũng vừa lên trên đoạn khe suối để nghỉ trưa ấy. Thì bây giờ Hoàng sẽ tiếp tục quay trở lại nhà bà Tiến để xem các anh thợ xây tiến hành công trình vào áo, tức là chát tường cho bà ấy, đến đâu rồi và xem tiến độ thi công như thế nào, có đạt hiệu quả hay không. Xin mời cả nhà đi vào cùng Hoàng nhé. Bà Tiến ơi, sáng lúc nãy cũng nghỉ trưa không? Thế à? À, nãy bà lại đi lấy thêm được bằng này đá một mình á? Vất vả quá nhỉ, tí cháu ra hộ bà lấy đá nhé. Ra suối hộ bà lấy đá, cháu vừa lên trên khe suối kia. Ở trên kia nhiều đá lắm. Vâng, trên kia nhiều đá với lại cái nước suối nó lạnh. Nghỉ trưa rất là thích, nhưng mà ở nhà bà này hôm nọ bị con dĩn nó đốt nhiều quá. Lên trên kia thích cực, rất là nhiều đá to. Đây, cháu để cái ba lô vào tí, cháu với cả ba đi nhặt thêm đá về để làm cái móng sân này nhờ. Cả nhà đây, nãy Hoàng đi lên đoạn khe suối kia để nghỉ trưa ấy, thì bà tự đi ra suối lấy được thêm được khá là nhiều đá. Hoàng cũng có gọi cho anh Hải bên vật liệu xây dựng để lấy thêm đá về làm cái móng ở ngoài hiên ấy. Nhưng mà anh Hải bảo ở bên ngoài hiện tại tình hình dịch bệnh cũng phức tạp ấy, nên là người ta cũng không đi đập đá được nhiều, nên là không lấy được đá vào đây. Thế là bà Tiến đã đi lấy đá ở ngoài khe suối ấy, về để sẵn đây làm thành một cái hiên nhà, đi làm một cái sân. Tới này có phơi thóc phơi ngô thì sẽ phơi ở ngoài này. Bây giờ Hoàng sẽ mời cả nhà đi cùng Hoàng đi vào trong này xem các anh chát đến đâu rồi. Em chào anh Tím nhé. Đây, các anh đã được gần như là 4 bức tường rồi, cơ bản được 4 bức tường rồi. Đấy, bây giờ chỉ bắt đầu xoa thôi. Tiến độ thi công rất là nhanh nhé. Ăn cơm trưa xong thì các anh vào việc luôn. Đây này, bắt đầu là xoa để lấy mặt bằng nhẵn bóng cho bức tường ấy. Thì tới này sau khi làm mái xong và tầm khoảng hơn 10 ngày nữa để cho tường khô hẳn ấy, thì Hoàng sẽ nhờ bên đội thợ sơn ấy, đến để sơn cho bà. Đấy, bàn xoa để đựng xi này, sau đó đẩy một cái lực lên để tạo nên một bức tường. Đấy, sau đó sẽ trà gạt, sau đó trà để làm bóng bức tường. Để xây tường cũng có là một quá trình rất là khó khăn đấy nhỉ. Đây, giản đâu. Đây, còn phía trong này là phần bếp. Phần bếp thì các anh chưa chát. Đấy, phần bếp các anh chưa chát. Đây là không gian bếp rộng bằng một sải tay của Hoàng. Đấy, để bà nấu ăn ở trong này. Và trên này thì Hoàng tạo thành ô thoáng, sử dụng luôn cái tấm lợp của bà để làm cả nhà nhé. Đấy, anh Tím cao quá đi cứ bị đâm đầu vào những cây đây này, cây giàn giáo đây này, cây tre. Quá chuẩn luôn.
nhìn anh Tuân làm các bạn biết tiến độ như thế nào rồi đấy. Làm rất nhanh và dứt khoát, bước đẩy. Để vào áo này nếu mà mình có đẩy từ từ ấy, thì nó sẽ rơi ra ngay. Cho nên là khi đẩy thì đẩy một lực rất là vừa tầm thôi, nhưng mà phải đều, không là dứt khoát đấy, không là xi nó sẽ rơi xuống đây rất là nhiều này. Đấy, muốn biết là vào áo tốt hay không thì chúng ta sẽ nhìn ở phần dưới. Thời tiết hôm nay đẹp, nắng đẹp, nắng nóng. Đây, ở phía bên này thì anh Hoàng bắt đầu làm phần cột. Đấy, chát cho phần cột. Phần cột thì được anh Hoàng kẹp bởi hai cái thanh thước để lấy mặt bằng. Đấy, đây là lấy mặt phẳng này. Đấy, cả nhà thấy không? Đây, lấy mặt phẳng. Kẹp bởi hai thanh thước. Sử dụng cái sắt này để kẹp lại. À, anh Hoàng sử dụng cái miếng xốp à? Miếng xốp để xoa, trà cho nó bóng, nhẵn bóng luôn. Bình nhãn nào nhá. Bình nhãn hai quá. Hai cái hết bố em ơi. Đấy, đây là cửa sổ nhà bà Tiến. Đấy, nhìn đi ra là phía bếp này. Bà Tiến đang ngồi này. Bà Tiến chào mọi người nào. Đấy. Bà Tiến đang vẫy tay chào mọi người. Tí cháu với ba lại đi lấy đá nhá. Vâng. Đấy, đá đây. Phía bên này anh đang lấy cái mặt phẳng của cửa sổ này, sử dụng cái thanh tre. Anh Lược sử dụng cái bình nước để phun vào trà anh. Hả? Cái này. Nó khô làm không kịp, phải phun nước. À. Bởi vì phần bên này nắng nó đang hắt vào nhỉ. Cái phần bếp này bao giờ vào áo nhỉ anh Tuân nhỉ? Phần bếp này bao giờ vào áo? Mai à? Thế là bây giờ là làm phần trong xong là làm áo bên ngoài luôn đúng không? Đây, ở phía ngoài này thì các anh cũng bắt đầu bắc dàn giáo sang bên này rồi. Đấy, anh Tuân đang trèo lên để làm dàn giáo đây. Đấy, là cái này chắc không? Em thấy cập kênh lắm. Hả? À, để vữa bên này thôi gì? Em nhìn như thế hơi cập kênh này. Không phải dùng cái cây gì chống lên một phát nữa cho nó chắc. Chắc, đấy. Đây này, không phải rung rung này này. Làm một cái cọc nữa, ở đây. Vâng, đấy anh Tím cắm cho em một cái cọc đảm bảo an toàn xong rồi mình làm. Đấy. Cứ phải đảm bảo cho chắc đã xong rồi làm. Mấy anh này thì hơi liều đấy. Liều đấy, làm thế em nhìn thấy liều đấy. Đấy. Cầm một cái ếch như đấy. Đúng rồi, cắm vào bên dưới cũng được, bởi vì cái kia mình gồng lên thép rồi. Nếu mà cắm được ở phần này thì tốt hơn này. Đấy, nó gánh được cả cái trên nữa. Không cần đâu. Anh đây, ngả ra bên này. Đấy. Bây giờ đập vào bên này là được. Đấy, không... Lại nhấc đầu bên kia lên. Đúng rồi, nhấc đầu bên kia lên cũng được. Nhấc lên là trôi. Đấy thì mình vừa bảo các anh làm thêm một cái trụ vào đây để làm dàn giáo cho nó chắc. Các anh cũng là thợ thôi nhưng mà mình biết thì mình góp ý để đảm bảo an toàn lao động cho các anh. Thế mà các anh vẫn nghe đấy. Thì không biết thì nghe, đúng không? Học hỏi lẫn nhau. Đấy, bây giờ các anh sẽ vào áo ở mặt bên ngoài này. Sau khi làm xong đàn giáo ấy, tới này sơn cho bà đẹp luôn, bà nhờ. Ôi ơi, bà vừa đi lấy đá về cái này, hoa cài mái tóc à, đây này. Đây đúng là hoa cài mái tóc, đây.
phủi đi. Ui, nhiều quá. Từ từ từ, im im để cháu lấy. Ui, dính cả cổ cả áo luôn. Nhiều lắm. Sao đi lấy đá mà lại chui vào bụi này? Ê, bà vừa đi đâu vậy à? Đấy. Đúng rồi. Này, ít nữa là có răng đẹp nhé. Đấy, bây giờ cười tươi đi. Đấy, cảm ơn chị Chasi chị Vũ, chị Hà. Chị Vũ, chị Hà. Đúng rồi, chị Vũ, chị Hà. Không biết nói Chasi thì chị ấy tên, tên gọi là... Vâng, gọi chị Chasi Vũ cũng được. Đấy, có răng này, có răng là khéo lại có ông bạn nào đến với bà. Bây giờ có nhà mới nhé. Về cháu bảo này, có nhà mới nhé, cháu làm nhà mới cho bà này. Cháu thay mặt chị Chasi Vũ, chị Hà làm nhà mới cho bà. Ít nữa chị Chasi Vũ với chị Hà lại giúp bà có thêm một hàm răng để bà ăn cơm. Đấy, ăn cơm khỏe khéo lại sống khỏe thêm. Đấy, kiếm ông bạn về tối ngày thủ thỉ với nhau. Đấy, trò chuyện tuổi già nhờ. Cảm ơn ạ. Đấy, thế muốn có một ông bạn tuổi già không để cháu làm mối cho. Để cháu hay đi lên các bản vùng cao ấy, khéo cháu gặp chú nào bác nào tốt tốt thì cháu giới thiệu cho, có được không bà? Thế chọn người như thế nào? Người không uống rượu nhá, biết yêu thương bà nhá, được không? Hả? Được à? Thế bà muốn lấy chồng đúng không? Bà muốn lấy chồng thật. Hả? Bà còn muốn lấy chồng để cháu làm mai mối cho, để cháu đi tìm cho. Được à? Bà bảo là tìm nhá. Thế cháu đi tìm nhá. Bà gật đầu nhá. Hả? Bà gật đầu rồi đúng không? Thế để cháu đi tới này làm xong nhà, cháu đưa bà đi làm răng. Xong cháu đi lên bản vùng cao, nếu mà gặp ai tốt bụng ấy, cháu giới thiệu về đây nhá. Để trò chuyện với bà sớm tối được không? Để tuổi già thêm vui ấy nhá. Bà gật đầu, bà đồng ý rồi. Thế để cháu đi lên các bản vùng cao cháu tìm giúp. Đấy cả nhà, Hoàng hỏi bà rồi, bà vẫn muốn là có một người bạn đời để chia sẻ về tuổi già thủ thỉ cùng nhau sớm hôm. Đấy, bà đồng ý rồi nhé. Hôm tới cháu đi đưa bà đi làm răng. Đấy, thì cháu thay mặt chị Chasi Vũ và chị Hà đưa bà đi làm răng. Vâng, làm răng về đẹp, ăn khỏe, ăn ngon. Đấy, lại thêm nhiều tuổi, nhiều sức khỏe. Đấy, làm răng đẹp ăn nhiều mới sống lâu được chứ. Thế lúc đấy sinh ra rồi thì phải kiếm một ông bạn nữa nhờ. Bà đồng ý rồi nhé. Thế bây giờ cháu đi khám phá các bản làng vùng cao, nếu mà cháu gặp chú nào bác nào mà thật lòng với bà ấy, cháu giới thiệu về đây, không uống rượu này, biết yêu thương bà này, được không? Được. Được rồi. Thế bắt tay đồng ý. Vâng, nhé. Rồi, cảm ơn. Cả nhà, hiện tại thì các anh đang chuẩn bị vào áo ở phần ngoài. Đấy, thì Hoàng cũng xin phép kết thúc video của ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video series của buổi chiều ngày 18 tháng 3 năm 2022. Thì ngày mai là 19 tháng 3 năm 2022, Hoàng sẽ quay lại nhà bà Tiến để làm cơm cho các anh thợ xây, để các anh có sức khỏe để làm việc. Với lại sẽ cập nhật tiến độ của ngày mai. Thì chắc là ngày mai sẽ vào xong áo. Sau khi xong áo tường ấy, thì sẽ bắt đầu là thi công phần hiên này, phần sân này cho bà. Thì số lượng đá chắc là cũng đủ rồi. Hoàng đang định bảo đi cùng bà Tiến để giúp bà lấy thêm đá, nhưng mà lượng đá này chắc cũng đủ, bởi vì là đá với gạch cũng khá là vẫn còn khá là nhiều. Thì bên này là sẽ sử dụng để cái tách nước ở bên này. Đấy. Chuyển cái cầu nước sang bên này, phần này để làm sân hết cho bà ngồi thoáng mát. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những series tiếp theo.